Hello chào tất mọi người nhá. Thì hôm nay thì mình có một trò chơi là lông gà, van xe đạp và đinh các bạn nhá. Đây, tất cả đồ nghề thì có cả đây rồi các bạn ơi. Thì bây giờ thì mình sẽ làm các bạn này. Khá đơn giản, không có gì phức tạp mà. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Giờ là cho lông gà vào này. Ok, rất là đơn giản mà.
là đơn giản. Hoàn thành các bạn ơi, ba trước. Đây, sau đây thì mình sẽ nhồi riêng vào các bạn này.